Xin chào các anh chị nha. Hôm nay em giới thiệu cái sản phẩm khô bò của bên em tới anh chị. Các anh chị xem này, đây là một thùng xá hàng bên em nha. Miếng rất là to và đều, hàng rất là mềm, dẻo. Miếng nào miếng nó rất là bự, bự luôn à. Các anh chị xem, miếng rất là bự luôn. Miếng xôi lọc cũng bự, rất là bự. Màu vàng, đều, đẹp. Hàng rất là ít gân. Miếng rất là to. Các anh chị vui lòng đặt hàng, để lại số điện thoại iBook em alo, hoặc là Zalo call em.